Vâng, chào mừng các bác đã đến với video mới nhất của em về cập nhật tình hình giá tiêu hiện tại cũng như là dự đoán xu hướng phát triển của giá tiêu ở Việt Nam trong thời gian tới cũng như là giá tiêu trên thế giới trong thời gian tới, giai đoạn cuối năm 2024 và dự đoán giá tiêu trong năm 2025 và xu hướng phát triển của giá tiêu những năm tới tiếp theo nữa. Trước tiên thì em xin phép cập nhật giá tiêu ngày hôm nay 23 tháng 8 năm 2024 tại thị trường trong nước. Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trọng điểm trong nước tiếp tục tăng mạnh từ 1.500 đồng một ký đến 4.000 đồng một ký tại hầu hết các vùng trồng, qua đó đưa mặt bằng giá tiêu trung bình trên thị trường nội địa bao quanh ngưỡng là 144.000 đến 145.000 đồng một ký. Đây là tin em cập nhật mà giá chung nhé, còn tùy vùng địa phương và tùy nơi mà giá có thể dao động cao hơn 1-2 giá hoặc là cũng có thể thấp hơn. Rồi các bác xem và tham khảo nhé. Ở video trước thì em đã cập nhật giá tiêu ở các vùng cụ thể rồi, thì video này em xin phép cập nhật lại nhé các bác. Cụ thể giá tiêu ở Đắk Lắk là 145.000 đồng một ký, tăng 1.500 đồng. Ở Gia Lai là 144.000 đồng một ký và ở Đắk Nông là 145.000 đồng một ký. Ở Bà Rịa Vũng Tàu 144.000 đồng một ký. Ở Bình Phước 144.000 đồng một ký. Ở Đồng Nai 144.000 đồng một ký. Như vậy trung bình giá tiêu ở các nơi đều tăng lên nhé các bác nhé. Em xin phép nhắc lại là giá này là giá chung, mang tính chất tham khảo nhé các bác nhé. Với thông tin mà em tìm hiểu được thì theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2020 tổng diện tích hồ tiêu cả nước có hơn 130.000 hecta, nhưng đến năm 2023 thì diện tích này giảm xuống còn 120.000 hecta với sản lượng thì đạt 190.000 tấn. Năm 2024 ước tính sản lượng hồ tiêu chỉ còn khoảng 170.000 tấn, mức thấp nhất trong vòng 5 năm gần đây, có nghĩa là sản lượng hồ tiêu năm nay đã sụt giảm các bạn. Còn về dự kiến sản lượng hồ tiêu năm 2024 của toàn cầu thì đạt khoảng 465.000 tấn, như vậy là giảm 1,2% so với năm ngoái. Trong khi đó thì nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu toàn cầu dự kiến đạt tới 529.000 tấn, vượt 64.000 tấn so với sản xuất. Giới chuyên gia nhận định với tình hình thời tiết đang nóng như hiện nay cùng với diện tích trồng thì nguồn cung trong năm 2025 cũng là một thách thức, sẽ bị thiếu hụt. Dự báo giá hồ tiêu sẽ còn tiếp tục tăng, lập kỷ lục mới về giá trong thời gian tới do nguồn cung vẫn còn thiếu hụt. Như vậy là chúng ta có thể dự đoán trước rằng trong một thời gian ngắn 1 đến 2 năm tới thì giá hồ tiêu sẽ vẫn tiếp tục giữ nguyên và sẽ tăng thêm một chút nữa. Thì em cũng không biết là tăng cụ thể là bao nhiêu, nhưng mà so với dự đoán của các chuyên gia và so với dự đoán của riêng em thôi thì giá hồ tiêu sẽ còn tiếp tục tăng nữa. Thì chúng ta tuy rằng chúng ta vẫn đầu tư trồng tiêu nhưng mà chúng ta cũng phải để ý đến cái vấn đề là cung vượt quá cầu, chúng ta cũng không nên trồng quá nhiều. Chúng ta nên trồng xen canh giữa tiêu và những loại cây nông sản khác nữa. Theo ý kiến của riêng em là vậy. Rồi video này em xin phép cập nhật nhanh về giá hồ tiêu thời điểm hiện tại cũng như là xu hướng phát triển của giá hồ tiêu trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong những năm tới và thời gian tới. Thì em xin phép kết thúc video ở đây. Kính chúc các bác có những mùa vụ bội thu và luôn luôn bán được giá thành cao với sản lượng hồ tiêu cũng như sản lượng của các loại cây nông sản khác. Rồi kính chúc các bác luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn các bác nhé. Các bác theo dõi video cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh.